Business Split Token, BSP, nó là gì? Nó được sử dụng như thế nào và bạn có thể nhận nó ở đâu? Chúng tôi xin giới thiệu Business Split Token mà phần lớn tiền thưởng trong Antima Business được thanh toán bằng nó. Sử dụng token BSP ở đâu? Token BSP, cùng với VIP Split và Unity Split, tham gia vào quá trình splitting Antima. Splitting diễn ra trong Smart Wallet theo các quy tắc tiêu chuẩn. Người dùng càng có nhiều BSP thì phần thưởng tiềm năng bằng Antima càng lớn. Phần thưởng cho việc nắm giữ token BSP có thể được yêu cầu hàng ngày. Điều quan trọng là mọi giao dịch đến hoặc đi đều đặt lại tuổi của token BSP. Làm cách nào để bắt đầu splitting token BSP? Đầu tiên bạn cần rút BSP từ dashboard. Để thực hiện việc này, trong tài khoản cá nhân của bạn trên trang web Antima Business, hãy chọn phần Payout ở menu bên trái. Chọn số dư BSP. Sau đó, nhấn nút Next Step. Một cửa sổ sẽ mở ra, trong đó bạn cần cho biết số lượng token bạn muốn rút và địa chỉ ví của bạn. Địa chỉ có thể được sao chép trong Smart Wallet. Chỉ định số lượng token cần rút, dán địa chỉ đã sao chép và nhấn vào nút Transfer. Sau đó, một cửa sổ sẽ mở ra, trong đó bạn cần nhập mã xác thực hai yếu tố. Mở ứng dụng Google Authenticator và nhập mã nhận được trong ứng dụng vào ô thích hợp. Nếu bạn làm mọi thứ chính xác, bạn sẽ thấy thông báo rằng yêu cầu rút token đã được tạo. Sẵn sàng! Bạn đã tiến hành Payout Token BSP. Bây giờ hãy mở Smart Wallet của bạn. Trong danh sách tài sản có sẵn, hãy tìm BSP và nhấn vào nó. Tiếp theo, hãy nhấn vào Splitting. Bây giờ hãy nhấn vào My Business Split Tokens để kiểm tra xem token của bạn đã sẵn sàng cho Splitting chưa. Tùy thuộc vào tuổi của token, bạn sẽ thấy trạng thái của chúng, Ready for Claiming Reward, nếu token đã đủ chín để Splitting hoặc Claim Reward và thời gian còn lại cho đến khi token sẵn sàng, nếu chưa hết khoảng thời gian yêu cầu. Hãy quay lại bằng cách nhấn vào mũi tên ở góc trên cùng bên trái của màn hình và nhấn vào Claim Reward nếu token của bạn đã sẵn sàng cho Splitting. Trên màn hình này, bạn sẽ có quyền truy cập vào các thông tin sau. My Business Split Token, số lượng token BSP trong số dư của bạn. Total Supply Business Split Token, tổng số lượng token BSP trong blockchain. Daily Reward, số lượng token Antima hàng ngày được phân chia giữa những người nắm giữ BSP. Cousin Block, hiển thị khối hiện tại trong blockchain. Final Block, hiển thị khối cuối cùng trong kỳ halving hiện tại. My Estimate Reward, giá trị gần đúng của phần thưởng. Trong cửa sổ tiếp theo, bạn sẽ cần xác nhận splitting bằng cách tích vào ô và nhấn vào nút Confirm. Sẵn sàng! Bạn đã yêu cầu thành công phần thưởng. Bạn có thể xem phần thưởng mình nhận được bằng cách nhấn vào Antima trong danh sách tài sản hiện có. Ở cuối hướng dẫn của chúng tôi lưu ý các bạn đến các quy tắc splitting mà bạn nên biết khi làm việc với sản phẩm. Mọi giao dịch token BSP đến và đi sẽ đặt lại tuổi của tất cả các token. Tuổi tối thiểu của token BSP là 24 giờ. Vì vậy, nếu bạn yêu cầu phần thưởng và bạn có token chưa sẵn sàng để splitting, chúng chưa đến 24 giờ, chúng sẽ được đặt lại cùng với những token đủ điều kiện nhận phần thưởng. Đừng quên tham gia splitting và nhận phần thưởng của bạn mỗi ngày. Chúc các bạn may mắn! Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ và chúng tôi rất vui lòng trợ giúp các bạn.